Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây linh sam lá rí ha. Cây này là một cây lùn lực lá rí. Dòng này nó cũng ra được hai màu bông trên cùng một cây luôn nè mọi người. Có nhánh nó ra bông màu trắng và có nhánh nó ra bông màu tím ha. Lá rất là bé, lá dòng lá rí bông trắng này lá của nó nhỏ gần như lá của cây 86 luôn á. Cái này nó to hơn một chút nhưng mà nó ra được hai màu bông luôn ha. Cây này là một gốc lùn lực, về mình có thể vô dây mình định hình cái bộ tàn cho nó nè, xong rồi mình thay một cái chậu gốm kẹ mình để bàn chơi ha. Nó ra được hai màu bông nữa là nhìn cây sẽ rất là đẹp. Cái này em cũng chỉ có tầm một hai cây thôi chứ không có nhiều. Bộ đế của nó còn xòe phía bên dưới này nữa ha, em chưa có khui hết nè. Dạ rồi, em xin giao lưu cây linh sam lá rí bông trắng tím hai màu này với giá là 150 ngàn em bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Đó. Màu bông lạ, hai cây lá rí mà lại có hai màu bông. Mọi người ai thích sưu tầm thì liên hệ với em qua Zalo ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.